Xin cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với bản tin tổng hợp trên kênh YouTube của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin nóng nhất, mới nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi tới quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 25 tháng 10, Công an tỉnh Hưng Yên cho biết Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Hưng Yên vừa triệt phá đường dây sử dụng công nghệ cao để tổ chức đánh bạc dưới hình thức cá độ bóng đá và cho vay lãi nặng. Cơ quan điều tra đã xác định đường dây trên hoạt động từ năm 2024 đến nay do đối tượng Nguyễn Ngọc Thành Tài sinh năm 1983, trú tại số 2A đường Chu Văn An, phường Sương Huân, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa cầm đầu. Ngoài Nguyễn Ngọc Thành Tài, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã làm rõ thêm 13 đối tượng có địa chỉ thường trú tại thành phố Hải Phòng và các tỉnh Hưng Yên, Khánh Hòa giữ nhiều vai trò khác nhau trong đường dây. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã thu thập các hồ sơ tài liệu có liên quan, bước đầu xác định tổng số tiền các đối tượng giao dịch để tổ chức đánh bạc và đánh bạc từ đầu năm 2024 đến nay lên đến hơn 500 tỷ đồng. Trong đó, từ thời điểm diễn ra giải Euro 2024 đến nay, tổng số tiền các đối tượng giao dịch lên đến hơn 300 tỷ đồng. Ngoài cá độ bóng đá, các đối tượng trong đường dây còn cho các con bạc và người dân vay lãi nặng với lãi suất từ 3.000 đồng một triệu một ngày đến 5.000 đồng một triệu một ngày, tương đương với mức lãi suất từ 108% trên năm đến 180% trên năm. Khi người vay không trả đúng hẹn, các đối tượng sẽ dùng hung khí đe dọa hoặc tiến hành khủng bố tinh thần, buộc người vay phải trả tiền nợ. Quá trình bắt giữ và khám xét khẩn cấp chỗ ở của 14 đối tượng, lực lượng công an đã thu giữ 2 xe ô tô, 3 bộ máy vi tính và các thiết bị kết nối mạng Internet, nhiều điện thoại di động, hơn 8.000 trang tài liệu liên quan đến hoạt động cá độ bóng đá cho vay lãi nặng và hơn 1 tỷ đồng tiền mặt, đồng thời tiến hành phong tỏa 18 tài khoản ngân hàng và tiền trong các tài khoản ngân hàng. Sau khi thu thập các tài liệu chứng cứ có liên quan, Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với 14 đối tượng về các tội tổ chức đánh bạc và cho vay lãi nặng trong các giao dịch dân sự. Hiện Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục đấu tranh mở rộng vụ án và truy bắt các đối tượng có liên quan trong đường dây. Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội đã ra lệnh tạm giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản, tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có và tàng trữ trái phép chất ma túy. Các đối tượng gồm Nguyễn Tiến Thành sinh năm 1995, hộ khẩu thường trú xã Ấm Hạ, huyện Hạ Hòa, tỉnh Phú Thọ; Trần Xuân Quyết sinh năm 1984, hộ khẩu thường trú xã Vũ Hội, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình; và Bùi Đình Sáng sinh năm 1992, hộ khẩu thường trú xã Việt Thuận, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Trước đó, khoảng 10 giờ 30 phút ngày 19 tháng 10, Tổ công tác Công an quận Bắc Từ Liêm phát hiện bắt quả tang Nguyễn Tiến Thành có hành vi trộm cắp tài sản xe máy Honda Way Alpha màu đen lắp biển kiểm soát 29L5-63072 tại tòa 27A1 chung cư Green Star, Cổ Nhuế 1, Bắc Từ Liêm, Hà Nội. Tổ công tác đã tiến hành lập biên bản bắt người phạm tội quả tang và đưa vật chứng cùng đối tượng về trụ sở để làm việc. Tại cơ quan công an, Thành khai nhận do không có công ăn việc làm, cần tiền tiêu xài cá nhân nên nảy sinh ý định đi trộm cắp xe máy để đem bán lấy tiền tiêu xài. Để thuận lợi cho việc tiêu thụ tài sản trộm cắp được, Thành nhắm đến xe máy Honda Way tại các hầm gửi xe không có người quản lý trông giữ, có nhiều sơ hở, mang theo một tay công bằng kim loại hình chữ L dài khoảng 20cm, 3 mũi vam phá khóa bằng kim loại dạng dẹt, một cờ lê bằng kim loại làm bằng công cụ phương tiện thực hiện hành vi phạm tội. Bằng thủ đoạn trên, đối tượng Thành đã thực hiện trộm cắp 7 xe máy, ước tính tài sản trộm cắp hơn 30 triệu đồng. Số xe máy trộm cắp được Thành bán lại cho Trần Xuân Quyết và Bùi Đình Sáng tại ngõ 54/36, đường Tây Tự, phường Tây Tự Bắc, Từ Liêm, Hà Nội. Mở rộng điều tra vụ án khám xét khẩn cấp chỗ ở của Trần Xuân Quyết và Bùi Đình Sáng tại ngõ 54/36 đường Tây Tự, phường Tây Tự, Bắc Từ Liêm, Hà Nội, Cảnh sát điều tra Công an quận đã thu giữ 3 túi ni lông nghi là ma túy. Trần Xuân Quyết và Bùi Đình Sáng khai nhận tinh thể màu trắng và chất bột màu hồng đựng trong 3 túi ni lông màu trắng trên là chất ma túy do cả hai góp tiền mua về cùng sử dụng nhưng chưa dùng hết. Đồng thời, hai đối tượng trên cũng thừa nhận đã mua số xe máy của Thành trộm được với giá 3 triệu đồng trên xe, sau đó lên Facebook tìm người mua lại với giá 3,5 triệu đồng trên xe để kiếm lời.
Công an quận cho biết các đối tượng đều có một tiền án. Tại cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận, các đối tượng đã khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra Công an quận Bắc Từ Liêm đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án, điều tra xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật. Công an huyện Ba Vì, thành phố Hà Nội cho biết đã bắt giữ Phùng Việt Hải, sinh năm 1984, trú tại xã Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, để điều tra về hành vi trộm cắp tài sản. Trước đó, khoảng 16 giờ ngày 17 tháng 10 năm 2024, Công an huyện Ba Vì tiếp nhận tin báo tại khoa điều trị đông y Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì có hai bệnh nhân bị mất trộm điện thoại, một chiếc điện thoại di động V-Smart và một điện thoại Samsung A14. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, đội cảnh sát hình sự Công an huyện Ba Vì đã phối hợp với Công an xã Đồng Thái nhanh chóng tiến hành điều tra sự việc. Quá trình xác minh, Công an huyện Ba Vì xác định đối tượng nghi vấn là Phùng Việt Hải, sinh năm 1984, trú tại xã Thọ Sơn, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ. Phát hiện đối tượng có ý định bỏ trốn khỏi địa phương nên Công an huyện Ba Vì đã triển khai lực lượng bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, đối tượng Hải không thành khẩn khai báo. Tuy nhiên, trước các tài liệu chứng cứ mà cơ quan điều tra thu thập được, Hải đã phải thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của mình tại Bệnh viện Đa khoa huyện Ba Vì. Theo hồ sơ, đối tượng từng có 8 tiền án liên quan đến các tội danh cướp tài sản và trộm cắp tài sản, mới ra tù vào tháng 5 năm 2024. Qua vụ việc trên, Công an thành phố Hà Nội cảnh báo người dân, các bệnh nhân và người nhà khi điều trị tại các bệnh viện cần nêu cao tinh thần cảnh giác, bảo vệ tài sản cá nhân. Đặc biệt trong thời gian nghỉ ngơi hay ra khỏi phòng, nên cất giữ tài sản ở nơi an toàn, tránh tạo cơ hội cho kẻ gian lợi dụng. Khi phát hiện có đối tượng khả nghi hoặc xảy ra sự cố, người dân cần nhanh chóng báo ngay cho lực lượng công an địa phương để kịp thời xử lý. Theo đại diện Trung tâm Internet Việt Nam thì nhiều tên miền đang bị lạm dụng như một phương tiện để lừa đảo trên mạng. Cụ thể, từ đầu năm 2024 đến nay, có 12.838 tên miền được phát hiện sử dụng vào các hành vi phạm pháp, trong đó 2.500 tên miền.vn chiếm 19%, còn lại là tên miền quốc tế. Các tên miền này được sử dụng để lừa đảo và đăng nội dung bất hợp pháp. Trong khoảng 7.400 tên miền được dùng vào hình thức lừa đảo, có 22% là tên miền trong nước. Do thấy đuôi VN, nhiều nạn nhân chủ quan tin tưởng làm theo lời dụ dỗ của kẻ lừa đảo, dẫn tới thiệt hại hàng tỷ đồng. Còn với việc đăng tải thông tin vi phạm thì trong 5.400 tên miền dùng vào mục đích này, có 16% là tên miền.vn. Theo đó, các đối tượng tạo website dưới dạng trang thông tin điện tử, mạng xã hội không phép, quảng cáo game không phép hoặc trái thuần phong mỹ tục, giao dịch tiền ảo cho vay, v.v. Theo Bộ Thông tin và Truyền thông, các hình thức lừa đảo sử dụng cả tên miền trong nước và quốc tế đều có dấu hiệu gia tăng. Trung tâm Internet Việt Nam khuyến nghị người dân, doanh nghiệp cảnh giác với website email có đuôi và tên miền quốc tế là .com, .net, .vip, .cc. Khi nghi ngờ, có thể tra cứu thông tin trên website và tên miền qua hệ thống tra cứu tên miền.gov.vn để phát hiện trang có dấu hiệu lừa đảo.